Anh Dũng ơi, ôi mình đâu đẹp trai đấy. Dạo này có ngữ pháp gì hay hay anh chỉ cho em với. Ngữ pháp hay hay à? Có đấy. Nhưng mà trước tiên em thử dịch cho anh câu này nhá. Shin da tsumori de ikiteiru. Shin da tsumori de ikiteiru là sống như đã chết ấy hả? Cũng hơi bị mèo. Dịch như thế cũng chưa chưa ổn đâu. Vậy thì hôm nay anh sẽ chia sẻ cho em tất cả về tsumori mà anh chưa từng bao giờ chia sẻ. Được chưa nào? Và cái mẫu này nó khác hoàn toàn với lại tsumori trong lời vốn nhá. Ok, đợi em mấy giây phút nhá. Trước tiên cùng nhau ôn lại tsumori trong lời vốn nhá. Em còn nhớ veru, venai tsumori desu trong lời vốn có nghĩa là gì không? Là định hoặc là không định làm gì. Các bạn hay thường có một câu nói như thế này: cho dù có về nước thì tôi cũng sẽ dự định tiếp tục học tiếng Nhật. Kikoku shitemo nihongo no benkyou wa suzukeru tsumori desu. Có phải không nào? Đúng ạ. Đấy. Tsumori trong N3 sẽ có 3 phần. Đầu tiên đó là veta tsumori wa nai. Các bạn nhớ thẻ quá khứ nhé nhá. Veta tsumori wa nakatta. Có nghĩa là không có ý gì đó. Chẳng hạn nhá. Không không không. Tớ không có ý nói như vậy đâu. Được chưa nào? Chikau. Sonna koto itta tsumori wa nai. Ok chưa? Hoặc là xin lỗi nhé, tớ không có ý định coi thường cậu đâu. Gomen ne. Baka ni shita tsumori wa nakatta. Ồ hay nhờ. Veta tsumori wa nai hoặc là veta tsumori wa nakatta. Ờ thì đi tới thể quá khứ được anh nhờ. Ok. Thứ hai, vẫn là veta tsumori nhưng mà nó đúng ở giữa câu, chúng ta sẽ thêm ne, dịch là coi như khi mà chúng ta làm một cái gì đó với một cái tâm trạng gì đó. Chẳng như câu ví dụ như thế này: Okasan ni natta tsumori de kyou wa imoto no mendo wo miru. Có nghĩa là hôm nay mình coi như là trở thành mẹ và chăm sóc em. À, tức là mình coi như mình làm mẹ và mình sẽ trông em đúng không? Chính xác. Vậy thì cái câu đầu tiên trong video: Shin da tsumori de ikiteru. Em có thể dịch được không? À, bây giờ em hiểu rồi, tức là mình sống với cái tâm trạng như thể là mình đã chết, tức là mình sống một cách rất là hết mình, rất là cố gắng như thể là ngày mai mình không sống được nữa. À. Đúng không? Sống như thể không còn ngày mai. Shin da tsumori de ganbaru. À, thế là mình cũng là cố gắng hết mình đấy anh nhỉ? Chính xác. Ok, cái này hay nhá. Quá là hay đúng không? Số 3, cách kết hợp như trên này nha mọi người nhá. Ok. Cái phần kết hợp này thì nó sẽ mang hai ý nghĩa. Đầu tiên nó thể hiện cái niềm tin của người nói luôn nghĩ rằng là mình đã làm cái gì đó. Được chưa? Đấy. Chẳng hạn như thế này nhá. Ông bố này thấy bài kiểm tra của đứa con 5 điểm thôi, nghĩ rằng con của học sẽ bảo là: học đi con, benkyou shiro. Nhưng mà người con sẽ là: demo isshokenme benkyou shita tsumori na no ni. Tức là người con nghĩ rằng là nhỉ? À, con nghĩ rằng là mình đã học chăm chỉ rồi mà. Đúng không? Người khác thì không nghĩ chính vậy ha? Nhưng mà mình tin là như vậy đúng không? Ok. Ý nghĩa số 2 trong cách kết hợp này nhá. Đó là cứ tưởng rằng là thế nhưng mà trên thực tế lại chưa xảy ra. Ví dụ: ơ, anh vẫn chưa gửi mail cho em à? Nan de mail shite kure nakatta no? Ơ, anh tưởng là mình đã gửi rồi nhỉ? Vẫn chưa gửi à? Xin lỗi nhé. Đúng không? De mail shita tsumori datta nda kedo mada okurete nakatta nda. Gomen ne. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thì em dịch cho anh câu này nhá. Cô ấy cứ tưởng rằng là mình đã biết hết rồi nhưng mà thực tế thì chẳng biết gì cả. À, mình cũng dùng ngữ pháp này anh. Kanojo wa subete shitteiru tsumori da ga hontou wa nani mo shiranai. Sei kai, ping pong. Được chưa? Mẫu tsumori này rất thực dụng, sử dụng nhiều trong giao tiếp. Nhớ ghi chép đầy đủ và đem ra sử dụng nha. Okay. Bye bye. Thank you anh.